phương pháp mật mã ha, chữ ký điện tử, thì người ta quy định là nó bao gồm cả cái chữ ký trên giấy mà được truyền bằng máy fax các bạn. Sau khi các bạn ký giấy xong, các bạn chuyển qua máy fax để gửi hợp đồng cho cái đối tác của mình đó, đó người ta cũng gọi là chữ ký điện tử ha. Thì chữ ký điện tử nó bao gồm rất nhiều thứ như cô nói lúc nãy. Khi có một số ngân hàng, khi các bạn rút tiền mà số lượng lớn, các bạn bắt người ta bắt các bạn phải ký tên vô trong cái trên cái màn hình cảm ứng tại quầy tính tiền ha. Hoặc là khi các bạn cài đặt phần mềm, hoặc là các bạn ký các hợp đồng điện tử online, đây chính là các cái chữ ký điện tử. Như vậy nó khác chữ ký số chỗ nào? Chữ ký số vẫn là một chữ ký điện tử nhưng nó được tạo bằng hệ thống mật mã các bạn. Hệ thống mật mã thì cái mật mã này viết ở đây thì nó hơi phức tạp, nhưng lát nào cô chỉ cho các bạn thấy thì nó cũng cũng đơn giản thôi ha, nó không có phức tạp đâu. Thì cái hệ thống mật mã này nó sử dụng một cái cặp khóa, lát chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn, nhưng tóm lại là chữ ký số bạn phải sử dụng một cái phần mềm, phần mềm đó nó dùng mật mã ha để biến đổi cái nội dung của văn bản bạn ký, và nó tạo ra chữ ký số, mà trên đường đi bao những cái sự thay đổi nào đều bị phát hiện ra ha. Đó chính là chữ ký số. Chữ ký số là nó khác, là nó sử dụng mật mã. Còn cái chữ ký điện tử nó bao gồm mà bất kỳ phương pháp nào để xác định người chủ của văn bản thôi, bất cứ phương pháp nào như bạn nhập mã pin vào máy ATM, đó chính là xác định cái chủ, bạn là người chủ của cái thẻ đó đúng không? Như vậy chữ ký số thực ra là nó là một loại chữ ký điện tử thôi. Chữ ký điện tử bao gồm rất là rộng ha, tất cả những cái phương pháp, bao gồm cả phương pháp mã hóa nữa nữa à, trong cái chữ ký số là phải sử dụng một phần mềm ha để mã hóa. Thì có nhiều cách để tạo ra chữ ký điện tử như cô nói lúc nãy ha, vân tay, sơ đồ võng mạc, ngoài ra còn có cao cấp hơn là người ta dùng cái sơ đồ ADN ha, hoặc là các yếu tố như chiều cao, cân nặng và dáng đi vân vân. Nên các bạn thấy trong các phim mà mở cửa các cái kho báu hay là các cái hầm chứa bí mật ở dưới lòng đất đó ha, người ta thường dùng các cái muốn vào được thì phải giả giả dạng đúng không? Ngoài việc dùng găng tay silicone có vân tay thì người ta còn giả dạng cả tóc rồi cân nặng rồi bề ngoài của một người để có thể đột nhập được đúng không? Thì tất cả cái này, tất cả các cái công nghệ này và nhiều cái công nghệ khác cũng là đều là chữ ký điện tử, và chữ ký số là một phần của chữ ký điện tử và nó sử dụng cái công nghệ mã hóa ha, nó sử dụng công nghệ mã hóa. Thì các bạn muốn sử dụng chữ ký số thì các bạn phải có một phần mềm ký số, phải sử dụng một phần mềm thì các bạn mới sử dụng chữ ký số được. Đây, các bạn xem một cái hình ha. Các bạn thường thấy là ở trong một số văn bản hay là ngày xưa cái hóa đơn nước điện gì đó hay có cái chữ ký của ông giám đốc ở dưới này nè. Chữ ký mà dạng in, mực in chứ không có phải là chữ ký tay á. Thì khi chúng ta dán cái ảnh hình chữ ký vào dưới một văn bản, đây đây chúng ta thường nghĩ, ngày xưa cô cũng nghĩ đây là chữ ký số các bạn. Cô cứ nghĩ là ví dụ như là giám đốc mà đi vắng hoặc đau ốm gì nó nằm liệt giường thì thư ký có thể dùng cái chữ ký này dán vào và có thể rút công quỹ ví dụ vậy. Nhưng thật sự đây không phải là chữ ký điện tử các bạn. Đây chỉ là dán cái hình chữ ký vào thôi ha. Còn chữ ký số là như thế nào đây? Chữ ký số các bạn thấy mang tên là chữ ký số, tuy nhiên nó chả có cái hình chữ ký nào ở đây hết. Nó chỉ có phía dưới ghi rằng là ký bởi công ty gì đó vào ngày gì đó giờ bao nhiêu ha. Đó. Đây là trường hợp nó có hiện cái câu này để cho mình thấy là có đã ký. Tuy nhiên cứ chạy phần mềm, không phải phần mềm nào nó cũng có hiện cái câu này cả. Dù không hiện cái câu ở phía dưới nhưng một khi bạn đã đưa văn bản và chạy phần mềm chạy chữ ký số thì khi bạn nộp lên cơ quan thuế chẳng hạn, người ta sẽ có một phần mềm để biết được rằng là ai đã ký, ký giờ nào và như thế nào, chứ nó không nhất thiết hiện tên ở phía cuối này ha.
Nên chúng ta phải thay đổi suy nghĩ rằng là chữ ký, tức là có hình hình cái chữ ký của ông giám đốc, không phải chữ ký số. Chữ ký số cũng không phải là cái số của ông giám đốc. Nó là một phần mềm khi chúng ta chạy và nó tự động ký ở trong nội dung. Đó, nó không phải là hình chữ ký như ở đây. Đây chỉ là cái hình dán vào thôi, nó cũng chả gọi được gọi là chữ ký số. Thì khi mà các công ty á tạo ra chữ ký số thì phụ thuộc vào ba yếu tố. Đầu tiên, đầu tiên cô nói cho các bạn biết là chữ ký số á, khi các bạn đi ra ngoài các công ty, các bạn đăng ký một cái chữ ký số cho công ty á, thì các bạn sẽ được phát một cái USB trong đó có cái phần mềm để chạy ký số ha. Về nhà các bạn nhập password vào thì nó sẽ hiện ra. Hiện ra thì muốn ký số thì dĩ nhiên giống như là chữ ký bình thường, muốn ký thì phải có văn bản đúng không? Văn bản cần ký là cái gì? Ví dụ các bạn muốn nộp khai báo thuế thì các bạn phải có văn bản cần ký. Nó đặc biệt, điều đặc biệt của chữ ký số là cứ một văn bản khác nhau sẽ có chữ ký khác nhau kèm vào ha, chứ không phải là chữ ký nào trông cũng giống chữ ký nào các bạn. Chữ ký số nó khác khác nhau và bạn phải có khóa bí mật, tức là mật khẩu á các bạn. Bạn phải có khóa bí mật để chạy cái phần mềm ký số ha. Thứ ba bạn muốn ký số là dĩ nhiên bạn phải có phần mềm ký số bạn mới ký được, chứ không phải tự nhiên chúng ta ngồi đấy chúng ta có thể ký được đúng không? Phần mềm ký số làm chức năng gì? Nó đầu tiên nó tạo ra chữ ký số, sau đó nó gắn chữ ký số vào cái thông điệp gốc này này và gửi đi ha, nó gửi đi bao gồm chữ ký số và cái văn bản gốc của bạn đó. Thì có hai kỹ thuật mã hóa thông tin, có hai kỹ thuật mã hóa thông tin. Thì đầu tiên là cái cách mã hóa đầu tiên là mã hóa bằng khóa đối xứng, và cách thứ hai là mã hóa bằng khóa phi đối xứng là như thế nào. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ha. Đầu tiên chúng ta xem cái kỹ thuật mã hóa thông tin là cái gì. Thì các bạn từng xem phim hay ngày xưa các bạn đi sinh hoạt đội, các bạn đã thấy rằng là chúng ta có lúc mà thổi bằng cái còi để dùng tín hiệu Morse đó đúng không, là nó tít tít tè tè, tít tít tè tè, đó chính là cái cách mã hóa thông tin ha. Mã hóa thông tin để làm gì? Sao chúng ta không nói với người kia là chữ A chữ B luôn đi ha? Tại vì đường xa chúng ta phải truyền thông tin đi, mà nếu chúng ta truyền hôm nay chúng ta tổ chức trận đánh gì đó, như vậy nó sẽ bị lộ lọt thông tin ha. Và chúng ta sẽ có cách mã hóa mà nếu các bạn xem hoặc đọc các cái phim, đọc các cái tài liệu về chiến tranh, các bạn sẽ thấy là mỗi lần bộ đội chúng ta có các cái bộ mã hóa khác nhau ha các bạn. Nghĩ ra các cái bộ mã hóa khác nhau mà chỉ có một số người mới có thể giải cái bộ mã hóa đó thôi ha. Người ta còn có bộ mã hóa giả và bộ mã hóa thật nữa các bạn. Nếu mà cho một người giữ cái bộ mã hóa giả để lộ lộ ra cho quân địch đó, khi quân địch dùng cái bộ mã hóa đó giải mã cái tít tít tè tè đó các bạn, sẽ ra một cái kết quả khác. Còn bộ mã hóa thật sẽ được đưa cho một người bí mật nào đó, khi giải cái bản mã đó nó sẽ ra kết quả khác ha. Đó thì mã hóa thông tin thì mục đích như trong chiến tranh chúng ta thấy để thông tin không có lộ lọt ra ngoài đúng không. Do đó cái quá trình mã hóa thông tin á thì chúng ta chuyển một cái văn bản gốc, ví dụ tài liệu của quân đội chẳng hạn, chuyển thành dạng mật mã toàn chữ tích toàn dấu chấm với dấu gạch tít tít tè tè ha đúng không, hoặc là phất cờ để người ngoài có thấy thì cũng không hiểu gì ha, trừ khi có cái bản mã để giải mã đó. Mục đích dĩ nhiên là như chúng ta đều biết là để đảm bảo an toàn cho các cái thông tin lưu giữ không có bị lộ lọt ra ngoài ha, khi truyền phát không có bị người ngoài đọc được. Và cái quá trình mà người ta chuyển từ cái văn bản gốc thành những cái tít tít tè tè hay gì đó dùng để mã hóa các bạn thì gọi là phương pháp mã hóa, và người ta sử dụng một cái khóa cái bộ khóa đó gọi là cái bộ mã để mà giải mã các bạn. Ngày xưa các bạn biết là các bạn phải có bộ mã để giải mã chữ A là tít tít tè tè gì đó, cô quên mất rồi đúng không? Chúng ta phải có bộ mã đó thì chúng ta mới giải được ha. Thì cái đó gọi là khóa.
khóa, phải có khóa thì mới cái mở được cái văn bản gốc ra để biết nội dung mà chúng ta đọc được ha. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái kỹ thuật mã hóa thông tin trên internet. Sao tự nhiên máy cô nó bị đứng máy vậy? Thì có hai kỹ thuật mã hóa thông tin trên internet. Đầu tiên là cách mã hóa bằng khóa bí mật, và cái thứ hai là mã hóa bằng khóa công khai. Bây giờ chúng ta tưởng tượng đi, các bạn có bao giờ dùng password để khóa một cái file lại không? Sau này các bạn muốn vào cái file của mình bí mật ha, bí mật, hoặc là các bạn chỉ sử dụng trong ví dụ các bạn viết nhật ký đi, các bạn viết nhật ký xong các bạn muốn không ai đọc được thì các bạn vào cái phần trong Word đó, nó có cái phần cài đặt password cho cái file của mình á đó. Đó, các bạn cài cái password cho file của mình. Bây giờ nếu các bạn muốn cho người khác đọc thì rõ ràng người khác phải có cái password đó mới vào được, đúng không? Hoặc bây giờ các bạn thẻ ATM của các bạn có cái mã pin á, muốn mở thì phải dùng mã pin của bạn. Nếu nếu người khác lấy không biết mã pin thì không thể mở được, đúng không? Người khác phải dùng cái chính cái mã pin đó để mở ha. Các bạn muốn cho ai mượn thẻ hoặc là nhờ ai rút tiền thì bạn phải trao cái password cho người đó thì mới mở được, đúng không? Đó chính là cách mã hóa bằng khóa bí mật. Tại sao lại gọi là khóa bí mật? Là chỉ có một mình biết thôi ha. Một mình biết thôi. Hay còn gọi là khóa riêng, bí mật tức là riêng á ha. Private đó các bạn. Và hay còn gọi là khóa đối xứng. Khóa đối xứng nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn khóa bằng khóa nào thì bạn phải mở bằng khóa y hệt như vậy ha, gọi là đối xứng. Khóa nào giống như cửa của chúng ta vậy, khóa bằng khóa nào thì phải mở bằng khóa đó. Ví dụ như vậy, người ta gọi là mã hóa bằng khóa bí mật, tức là quá trình mã hóa và quá trình giải mã sử dụng cùng một khóa ha. Giống như là cái mã pin máy mã pin thẻ ATM của chúng ta thôi. Đó, đó là cách mã hóa bằng khóa bí mật. Là chúng ta sử dụng một khóa cho cả quá trình mã hóa và quá trình giải mã, đúng không? Giống như là quá trình mà chúng ta mã hóa cho cái văn bản gửi đi trong thời chiến tranh thì khi mà giải mã cũng dùng bản mã đó, đúng không? Mã hóa cũng dùng bản mã đó. Ví dụ chữ A là tít tít tè tè thì chúng ta viết chữ dấu gạch gạch chấm chấm, rồi đến khi người nhận được người ta cũng phải tra bảng để người ta thấy rằng đó là chữ A, ví dụ như vậy. Thì đó là chúng ta sử dụng một khóa cho cả hai quá trình mã hóa và giải mã ha. Khóa bằng khóa nào thì mở bằng khóa đó, nên người ta gọi là khóa riêng. Riêng tức là một mình biết ha. Đối xứng tức là mở khóa bằng một khóa thì mở bằng khóa y hệt như vậy, gọi là khóa riêng hay khóa đối xứng. Thì chúng ta thấy sử dụng cái khóa bí mật này cũng khá là nguy hiểm, đúng không? Trong quá trình mà chúng ta trao đổi khóa ha, chúng ta nói password cho một bạn, nhỡ đâu có ai nghe thì sao? Hoặc là chúng ta nhắn tin, nhỡ đâu là nhắn tin nhầm thì sao, đúng không? Thì bây giờ các bạn xem cái quá trình, ví dụ hợp đồng hay là một cái file Word của các bạn ha, mà cô khóa và mở thì phải dùng cùng một khóa. Cô dùng cái khóa bí mật của cô, tức là một mình cô biết. Một mình cô biết, cô khóa cái hợp đồng này lại ha, cô mã hóa cái hợp đồng này đi. Mã hóa để không ai đọc được đó các bạn. Sau đó cô gửi qua mạng internet. Cô gửi cái hợp đồng đã được mã hóa qua mạng internet, gửi qua mail chẳng hạn. Thì người nhận có cái hợp đồng mã hóa nhưng mà không đọc được đâu. Một khi nó đã mã hóa rồi thì nó đâu có phải là file Word bình thường nữa nữa để mình đọc đâu, đúng không? Và thì người nhận muốn đọc được thì người nhận phải có password để mở ra. Thì người nhận sẽ dùng cái khóa bí mật mở ra, và hai cái khóa này phải giống y hệt nhau, tức là cô phải đánh một cái khóa giống y hệt như thế này trao cho người nhận, hoặc là cô nói cho người nhận cái password ha. Đó, tóm lại hai cái khóa để khóa và khóa để mở phải y hệt nhau. Đó. Và dĩ nhiên hạn chế như cô nói là khi mà trao khóa bí mật này phải tin tưởng nhau. Tin tưởng nhau. Các bạn thấy trong thời chiến tranh á, đặc biệt những cái người mà được trao cái bộ mã hóa thật đó phải tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng, đúng không? Dù có bị mà tra tấn đến mức nào thì người ta cũng không bao giờ lộ ra cái bộ mã hóa đó hết. Người ta kiên quyết tới cùng luôn các bạn.
Như vậy người ta đã đảm bảo được cái bản sao của cái khóa đó được bảo vệ cẩn thận, đúng không? Khi trao cho nhau được bảo vệ cẩn thận. Và khi liên lạc để trao mã khóa cho nhau á, hoặc nói cho nhau biết password thì phải không bị nghe trộm hay không bị lộ, đúng không? Cái điều này rất là nguy hiểm. Và đối với doanh nghiệp á thì nó người ta sẽ tốn rất nhiều chi phí để tạo mã khóa riêng. Các bạn thấy mỗi người chúng ta có một thẻ ATM riêng, rồi một cái mã pin riêng, rồi phải gửi phong bì đến hàng ngàn khách hàng, rồi doanh nghiệp phải có cái hệ thống công nghệ để lưu trữ toàn bộ cái này ha, nó khá là hạn chế. Thì hạn chế này nó gây trở ngại trong việc quản lý các cái mã khóa ha. Một khi mà nó lộ lọt cái mã khóa này thì cực kỳ nguy hiểm. Ví dụ các ngân hàng phải bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, đúng không? Thì có một cái loại mã hóa khác, người ta phải tạo ra một cái loại mã hóa khác để làm gì? Để khắc phục những cái hạn chế bằng cách mã hóa trên. Đó là sử dụng cái khóa công khai. Khóa công khai, mật mã khóa công khai còn gọi là PKI các bạn. Có nghĩa là public, có nghĩa là công cộng hoặc là công khai. Công khai có nghĩa là sao? Là ai cũng biết thôi. Cái kia gọi là mã hóa bằng khóa bí mật là mình biết. Khóa công khai là mọi người đều biết. Nhưng tại sao nó có thể bảo mật được? Thì nó không phải sử dụng một khóa nữa. Nó không phải sử dụng một cái password, vừa mở một khóa gì cũng phải nói cho nhau ha, là cùng một loại khóa nữa, mà nó sử dụng một cặp khóa các bạn. Nó sử dụng một cặp khóa. Cặp khóa này gồm có hai khóa, dĩ nhiên một cặp thì cũng có hai ha. Một khóa người ta gọi là khóa công khai, tức public key, tức là mọi người đều biết, và khóa bí mật private key, tức là một mình biết ha. Đó, lúc nào nó cũng sử dụng hai khóa, gồm có khóa công khai mọi người đều biết và khóa bí mật một mình biết ha. Đó, nó sử dụng một cặp khóa. Cặp khóa này như thế nào? Nếu nó rất hay là ví dụ một chùm chìa khóa bạn có hai khóa. Một khóa bạn đi khóa cửa thì khi bạn mở bạn lại dùng cái khóa còn lại các bạn ha. Bạn ví dụ bạn dùng khóa công khai để mã hóa tức khóa cửa lại thì bạn sẽ dùng cái chìa khóa còn lại là khóa bí mật hay còn gọi là khóa riêng á để giải mã và ngược lại ha. Đó, nó rất hay ở chỗ đó. Tóm tóm lại là hai cái khóa này hay là hai cái mã khóa này là một cặp, mà cứ khóa được khóa bằng khóa này sẽ giải mã bằng khóa kia và ngược lại ha. Lúc nào nó cũng liên quan với nhau như vậy. Các bạn không thể khóa bằng khóa bí mật của người này và mở bằng cái khóa công khai của người kia được. Nó luôn luôn là một cặp của một người ha. Đây. Ví dụ đây là một quy trình bảo mật bằng khóa công khai. Cô có một hợp đồng nhá. Cô hợp hợp đồng của cô muốn gửi cho đối tác của mình thì cô lấy khóa công khai của đối tác. Cô lấy khóa công khai của đối tác, cô khóa hợp đồng lại. Cô dùng từ khóa nhưng thật ra là nó mã hóa hợp đồng để không ai đọc được đó. Để không ai đọc được. Và sau đó cô gửi hợp đồng đã được mã hóa qua mạng internet. Khi người nhận nhận được hợp đồng đã được mã hóa thì người nhận làm gì để đọc được đấy? Người nhận phải dùng cái khóa khóa bí mật, nhưng mà khóa bí mật của chính trong cái cặp khóa công khai này nè. Khóa công khai lúc nãy dùng khóa công khai của người nhận để khóa lại, vậy thì mở sẽ dùng cái gì? Khóa bí mật của chính người nhận ha. Đó, nên các bạn thấy rất hay là vì nó là khóa công khai nên cô là người gửi, cô cũng biết khóa công khai của người người nhận để cô dùng cái khóa này khóa lại, đúng không? Đó, nó là khóa có khóa công khai nên người nhận sẽ cho mọi người cùng biết, còn khóa bí mật dĩ nhiên họ giữ riêng cho họ để họ mở cái hợp đồng này ra thôi. Ngược lại, trong trường hợp ngược lại, nếu cô khóa bằng khóa bí mật mở bằng khóa công khai thì như thế nào ha? Đây, cô có hợp đồng ha, hợp đồng ở đây cô khóa bằng khóa bí mật, dĩ nhiên cô phải khóa bằng khóa bí mật của cô chứ, cô không khóa bằng khóa bí mật của người nhận được, tại vì cô đâu có biết khóa bí mật của người nhận đâu ha. Khóa bí mật của ai thì người đó biết thôi. Thì bây giờ cô khóa bằng khóa bí mật của cô, sau sau đó cô gửi cho người nhận. Gửi cho người nhận thì sao? Người nhận phải dùng cái khóa gì để mở? Chắc chắn người nhận phải dùng khóa công khai để mở, đúng không? Và khóa công khai này buộc phải là khóa của cô. Do đó chúng ta thấy bất cứ một cái văn bản nào hay là một cái
thông điệp dữ liệu nào mà khóa bằng khóa bí mật thì có thể mở bằng khóa công khai và ngược lại ha, khóa bằng khóa công khai thì có thể mở bằng khóa bí mật đúng không? Tóm lại là khóa bằng khóa này thì mở được bằng khóa kia, nhưng trong cái hai cái khóa này phải cùng một cặp ha? Cùng một cặp tức là của một người đấy ha, chứ không phải lấy của người này ráp vào của người kia được ha, nó phải cùng một cặp của một cùng một người hay là của cùng một công ty. Thì hai cái loại mã hóa này chúng ta thấy rằng là nó khác nhau ở một số đặc điểm. Tức là cái số khóa thì chúng ta thấy ha, cách dùng mã khóa riêng hay là bí mật á thì dùng một cái khóa để mở và đóng thôi, chúng ta cứ nghĩ đến cái mã PIN ATM là dễ đúng không? Còn cái mã khóa công khai hay là công cộng này nó dùng một cặp khóa. Một cặp khóa thì gồm hai khóa đúng không? Gọi là một khóa riêng và khóa chung, hay còn gọi là khóa công khai và khóa bí mật ha. Đó, người ta dịch tiếng Anh nó vậy, cái nào cũng được. Và cái quản lý khóa của mã khóa riêng thì đơn giản nhưng mà khó quản lý ha. Đấy, bạn thấy ha. Thì các bạn dở sách trang 107, các bạn sẽ thấy cái hình người ta minh họa cái quy trình ký số và xác thực chữ ký số ha. Thì gồm có hai quy trình. Người ta gọi là quy trình đầu tiên là quy trình ký ha. Ký, và quy trình thứ hai gọi là quy trình xác thực xem đúng là anh đã ký hay không. Hay người ta còn gọi với tên khác là quy trình đầu tiên là quy trình mã hóa, quy trình thứ hai là giải mã ha. Hai quy trình này người ta làm gì? Đầu tiên á, văn bản của các bạn này, người ta dùng cái phần mềm đó gọi là phần mềm rút gọn ha, nó rút gọn cái văn bản cần ký thành một cái văn bản rút gọn là cái như này này, người ta vẽ tượng trưng là nó rút gọn là nén nhỏ lại ở đây. À, sau đó từ cái văn bản rút gọn này, tôi có chữ ký, tôi có khóa bí mật của tôi mà ha, bắt đầu tôi tạo ra chữ ký số ha. Đó, bước 2 cô tạo ra chữ ký số bằng khóa bí mật của cô ha. Bước 3 cô làm gì? Cô gửi hết cái đám này qua cho người nhận. Cô gửi gồm có cái gì? Văn bản gốc nè. Văn bản gốc nè, rồi chữ ký số, đây chữ ký số cô tạo ra chữ ký số, rồi khóa công khai, chứng chỉ số, lát nữa chúng ta sẽ xem chứng chỉ số là cái gì, gửi cả đám bốn cái này qua cho người nhận ha. Hai, tức là văn bản gốc đã được ký ha, đó văn bản gốc đã được ký, gửi cả đám này qua cho người nhận thì người nhận làm gì? Người nhận làm bước đầu tiên, người nhận cũng và rút gọn văn bản gốc để được văn bản rút gọn một, và người nhận sẽ dùng cái khóa công khai để giải mã chữ ký số này được cái văn bản rút gọn hai ha. Đó, người ta sẽ so sánh, bước cuối cùng bước 6 là so sánh hai cái văn bản rút gọn này. Ok, nếu hai văn bản này giống nhau tức là trên đường đi cái văn bản của chúng ta không hề bị thay đổi trên đường đi một tí nào ha, nội dung toàn vẹn đó, thế là đồng ý. Thấy không, các bạn thấy hai quy trình ký đầu tiên là chúng ta sử dụng cái khóa bí mật à, khóa bí mật để ký tạo ra chữ ký số, đây tạo ra chữ ký số, và quy trình thứ hai là chúng ta sử dụng cái khóa công khai để giải mã ha. Đó thì đó, cô nói lại cho các bạn, đầu tiên bước 1 á, bước 1 là chúng ta phải rút gọn văn bản cần ký bằng phần mềm rút gọn ha. Bước 2 là chúng ta tạo chữ ký số bằng khóa bí mật và văn bản rút gọn. Và bước 3 chúng ta sẽ gửi nguyên cả tất cả của chúng ta, gồm có văn bản gốc nè, chữ ký số vừa tạo ra ha, khóa công khai của chúng ta. Nếu chúng ta mà bên người nhận họ có cái hệ thống dữ liệu về khóa công khai rồi thì chúng ta không cần gửi nữa, và chứng chỉ số cho người nhận. Chứng chỉ số nó giống như là chứng minh nhân dân của một doanh nghiệp các bạn. Đó. À, như vậy, muốn tạo ra chữ ký số thì cần phải có cái gì? Chúng ta xem lại, muốn tạo ra chữ ký số thì cần phải có cái gì? Thứ nhất là cần có gì?
có văn bản đúng không? Phải có văn bản. Thứ hai, bạn phải có phần mềm ký số ha, phần mềm ký số. Thứ ba, bạn phải có khóa bí mật ha, khóa bí mật. Bạn phải có ba món đó thì chúng ta mới tạo ra chữ ký số được. Và cái quy trình xác thực hay còn gọi là quy trình giải mã là bước đầu tiên á, là người ta giải mã chữ ký số bằng khóa công khai sẽ được một cái văn bản rút gọn một ha. Chúng ta thấy hai cái miếng nhỏ hai bên lúc nãy đó, rút gọn văn bản gốc để được văn bản rút gọn hai, và so sánh hai cái văn bản này xem nội dung có toàn vẹn hay không thì chứng tỏ là văn bản không bị lộ lọt, không bị sửa chữa sau khi ký vân vân, để kiểm tra cái tính toàn vẹn của nội dung á. Nói thì dài như vậy nhưng thật ra cái quy trình ký số của chúng ta diễn ra trong có vài giây rồi các bạn. Quy trình tạo và chứng thực chữ ký số hay còn gọi là tạo xác thực chữ ký số thì có ba, mang lại ba lợi thế cho chữ ký số ha. Đầu tiên, chữ ký số là duy nhất các bạn, nó không giống như là chữ ký tay là chúng ta có thể nhái được ha. Chữ ký số là duy nhất đối với văn bản được ký, vì phải có văn bản, mỗi văn bản khác nhau tự nhiên tạo ra một chữ ký số khác nhau. Và thứ hai là chữ ký số là duy nhất, còn có một yếu tố thứ hai nữa, không phải chỉ có một yếu tố. Một yếu tố nhiều lúc cái văn bản nó giống nhau á, đúng không? Yếu tố thứ hai đó là khóa bí mật của chủ thể là duy nhất, do đó chữ ký số cũng là duy nhất đối với người ký. Và khi cần xác thực thông tin, khi gửi đến cơ quan thuế chẳng hạn, thì người ta đã có chứng chỉ số và khóa công khai để kiểm tra ha. Thì chúng ta bây giờ, nãy giờ chúng ta nói đến cơ quan chứng thực. Vậy cơ quan chứng thực là cái gì? Cơ quan chứng thực là có chữ CA này các bạn. Cơ quan mà có chữ CA cuối cùng. CA này không phải là công an đâu ha. Không phải công an đâu. Nó là tổ chức như thế này. Những tổ chức, ví dụ Viettel CA, BK ABCA ha. Các bạn nghe tên đã biết rồi. Là những công ty hoặc cái tổ chức có trình độ công nghệ cao. Chỉ khi mà công ty có cái trình độ công nghệ cao thì mới có thể tạo hoặc là cấp hoặc là bảo vệ các cái khóa công khai, đúng không? Đó. Và có tín nhiệm xã hội, được xã hội tín nhiệm thì tôi mới tin, đúng không? Tôi mới tin, tôi mới đi mua cái chữ ký số ở công ty của các anh. Thứ ba là công ty đó là phải là công ty lớn các bạn, phải coi là công ty lớn. Bởi vì sao? Chỉ khi mà bạn có đủ năng lực tài chính thì nếu mà bạn xảy ra cái hậu quả gì á, đó thì bạn có thể khắc phục được ha. Nếu xảy ra lộ lọt thông tin, lộ lọt chữ ký số ra ngoài ha, thì phải có khả năng khắc phục được hậu quả. Sau này các bạn sẽ thấy những cái công ty mà có chữ CA cuối cùng, VNPT CA, là những công ty họ có kinh doanh cả mảng chữ ký số ha. Các bạn ra đó để đăng ký chữ ký số. Viettel CA, BKMVCA vân vân. Thì tại sao chúng ta phải sử dụng hệ thống chứng thực? Tức là tại sao chúng ta phải đi mua cái chữ ký số ở các cái công ty này làm gì? Đúng không? Mà thôi, chúng ta có cần vậy vậy đâu, sao chúng ta phải tốn tiền đi mua chữ ký số, phải sử dụng một cái hệ thống chứng thực để làm gì? Để ví dụ như chúng ta giao dịch trên cái sàn Alibaba.com như hôm trước cô nói, giữa các công doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất nhập khẩu vừa và nhỏ giữa các quốc gia với nhau, đúng không? Ai đảm bảo anh không phải là một công ty ma, đúng không? Ai đảm bảo tôi đang giao dịch đúng với công ty A mà không phải là một công ty mạo danh nào đó, đúng không? Đó. Do đó chúng ta phải có hệ thống chứng thực để xác thực giữa các công ty. Giống như là chúng ta có căn cước công dân để xác thực rằng là đó là anh, đúng không? Không phải là một người nào khác. Thì cái dịch vụ chứng thực nó cũng giống như vậy. Nó xác định xem ai giao dịch với tôi, và nó đảm bảo cái bí mật của thông tin, tức là thông tin gửi đi không có ai đọc được đó. Đó. Để đảm bảo rằng là khi tôi gửi thông tin đi, trên đường đi nhà mạng không lấy được ha, hoặc là một cái công ty, một cái hacker giữa đường, người ta không bắt lấy cái gói thông tin đó và người ta giải mã được, đúng không? Và nó đảm bảo rằng thông tin không bị thay đổi trên đường đi, để các công ty không có cãi rằng là tôi gửi rồi tôi bị hack hay gì đó, đúng không? Và tôi đã gửi hợp đồng rồi tôi bị hack nên mới như thế ha. Đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.
Hả? Và cuối cùng như cô vừa nói là nó chống chối bỏ ha, chống chối bỏ, chống chối bỏ khi mà các bạn không thể nói rằng là lỗi tại người bên nào tôi không biết hả? Khi mà bạn đã dùng cái hệ thống chứng thực, tức là sử dụng chữ ký số rồi, thì bạn không thể chối bỏ rằng thông tin này là bị sai, bị gì, không phải do chúng tôi mà lỗi do ai, lỗi do nhà mạng được. Đó, khi sử dụng hệ thống chứng thực, bạn bị cái phủ nhận cái việc mà chối bỏ của mình ha. Thì khi các bạn đi đăng ký chữ ký số tại các cái công ty có chữ CA như cô vừa nói, thì các bạn sẽ được cấp một cái tờ khai gọi là chứng thư số. Chứng thư số là chứng minh nhân dân, giống như chứng minh nhân dân của doanh nghiệp á ha, thì gồm có nội dung tên công ty, số chứng thư số, số dài dài ơi là dài, các bạn thấy không, nó không giống như số chứng minh nhân dân của chúng ta có thể nhớ được, thì số ở đây nó rất dài. Rồi tên tổ chức cung cấp cái chứng thư này cho bạn, ở đây là ví dụ như là công ty BKAVCA ha, đó chủ thể của chứng thư, giám đốc công ty chẳng hạn đó, công ty. Và nó giống như là các cái gói internet hay là các cái 3G hay gì đó, các bạn chỉ có thời hạn sử dụng nhất định thôi, từ bao lâu đến bao lâu, từ bao nhiêu ngày đến bao nhiêu ngày thôi. Chúng ta mua thời hạn càng lâu thì càng rẻ thôi. Đó, giống như gói cước. Nó có nội dung giống như một chứng minh nhân dân các bạn. Nội dung bao gồm tên, thuê bao, số hiệu, thời gian, hiệu lực, và người ta còn cấp cho các bạn cái khóa công khai và khóa bí mật nữa ha. Đó. Thì đây. Đây là quy trình sử dụng chữ ký số khi các bạn nộp tờ khai thuế cho các cơ quan thuế. Đầu tiên là các bạn có tờ khai thuế rồi, bây giờ các bạn muốn nộp thuế qua mạng cho cơ quan thuế, thì đầu tiên các bạn chạy cái phần mềm chữ ký số, các bạn dùng khóa bí mật tức là password á, để các bạn chạy cái phần mềm chữ ký số. Sau khi văn bản được ký xong thì các bạn có một cái tờ khai thuế để được ký số, thì chúng ta không có nhìn thấy đâu, nó chỉ là bảo là đã ký thôi. Các bạn gửi qua môi trường internet, các bạn gửi qua internet thì tờ khai thuế sẽ đến được máy tính của cơ quan thuế. Thế cơ quan thuế làm sao để biết rằng là cái văn bản này được ký bởi ông A ông B nào hả, để tích vào rằng là công ty nào đã nộp rồi, đúng không? Thì đây, cơ quan thuế sẽ dùng cái khóa công khai của ông Nguyễn Văn A này. Khóa công khai này lưu trữ ở đâu hả? Lưu trữ ở thông tin của Trung tâm Chứng thực Chữ ký số Quốc gia, gọi là RUSCA ha, RUSCA thuộc Bộ Thông tin Truyền thông. Và khi người ta dùng cái khóa công khai này để mở cái tờ khai thuế ra, người ta kiểm tra được rằng là chữ ký số này được ký bởi công ty của ông Nguyễn Văn A vào giờ nào, ngày nào, như thế nào đó, xác định đúng là chữ ký số của ông Nguyễn Văn A ha.